Điều gì đã khiến Nhật Bản chỉ chưa đầy 20 năm sau trở thành siêu cường kinh tế từ sau hậu quả vụ bom nguyên tử ở Hiroshima? Điều gì đã khiến Israel từ một sa mạc tưởng như không có sự sống đã kiểm soát hầu như những lĩnh vực then chốt nhất của thế giới? Điều gì đã giúp Singapore trở thành đảo quốc văn minh? Và Việt Nam với đầy đủ các thế mạnh về lịch sử, tài nguyên, diện tích, dân số và cả trí tuệ con người đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ làm gì để đưa đất nước trở thành quốc gia trường tồn, thịnh vượng, phát triển, ảnh hưởng đến thế giới? Khát vọng, điểm khởi đầu của mọi thành công. Khát vọng, nơi hun đúc để bạn có được tầm nhìn của đại bàng, lòng quả cảm và sức mạnh của sư tử, sự thông thái của loài cú, sự khôn ngoan của loài cáo. Khát vọng, điều kiện cần và đủ cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong quá trình khởi nghiệp, kiến quốc. Một cây cổ thụ muốn phát triển to lớn thì rễ phải bám rất sâu, và khát vọng Việt, khát vọng về một Việt Nam trường tồn, thịnh vượng, phát triển chính là nguồn cội. Nói một cách khác, sự trỗi dậy về tư tưởng, tinh thần chính là nền tảng cho sự trỗi dậy về kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Cái khát vọng Việt là gì? Cái ngàn năm nay là khát vọng dựng nước với giữ nước. Thì cái này nó phải được đảm bảo là chúng ta phải có một cái tư tưởng quốc gia mạnh mẽ, hướng về vấn đề là khát khao, là ảnh hưởng dẫn dắt, chứ không phải là chỉ mang tính bảo tồn. Đó là điểm đầu tiên tôi nghĩ đang cần phải đặt ra đối với thế hệ thanh niên mới này. Mà thế hệ mà thanh niên mới này, tôi cũng nói rằng là đây là cái thế hệ là rồng tiên đấy, một cái thế hệ là coi như ảnh hưởng, một thế hệ vĩ đại. Muốn xác lập cái đó, đầu tiên xác lập cái tư tưởng này. Tôi cũng đề nghị rằng là những cái giới tinh hoa Việt Nam, và đặc biệt là cái thế hệ thanh niên mới này, cần phải nhận thức rõ được bổn phận và trách nhiệm của mình. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và ảnh hưởng. Muốn thế, hơn ai hết, thế hệ thanh niên cần làm giàu để trở thành những cá nhân giàu có cho một quốc gia cường thịnh. Tinh thần sáng tạo và có trách nhiệm, tinh thần doanh nhân cao độ, tinh thần chiến binh dám dấn thân du tranh, dám thất bại. Đó chính là ba tinh thần tối thượng để thanh niên Việt Nam thay đổi và hành động. Thì những cái này nó phải được chi phối và nó được thấm đẫm. Và tôi nghĩ phải coi đây là những cái tinh thần báu vật của quốc gia và phải được nuôi dưỡng xuyên cái thế hệ. Một tinh thần Việt sẽ dẫn đến hành động Việt, từ đó đắp xây thành tựu Việt, trở thành mô hình Việt và ảnh hưởng Việt sẽ vươn ra thế giới. Sự hùng mạnh, ảnh hưởng của đất nước với thế giới phụ thuộc nhiều vào sự hình thành của thế hệ thanh niên mới, một thế hệ hùng mạnh bền vững về tinh thần, vật chất, thể chất, tâm hồn. Tại vì việc này việc rất lớn, việc của nhiều người, việc của thế hệ, việc của quốc gia, của dân tộc, chứ không phải là chính bản thân tôi hay là những cộng sự, dù cho có muốn những cái điều to lớn đi nữa thì cũng được chia sẻ của rất là nhiều giới, đặc biệt là cái giới tinh hoa đang dẫn dắt, là cùng nhau làm sao để kiến tạo được một cái thế hệ mới đó. Làm sao để kiến tạo thế hệ mới là điều mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn trăn trở. Từ một cậu sinh viên nghèo trở thành chủ tịch một tập đoàn tầm cỡ, ông đã có những trải nghiệm sống động nhất, chân thực nhất. Ông không ngừng trằn trọc về một Việt Nam hùng cường, vĩ đại và ảnh hưởng. Và ông có thể chia sẻ liên tục hàng giờ đồng hồ, nói say sưa về sự nghiệp kiến quốc, về tầng lớp thanh niên hiện đại. Tiếp nối thành công của Ngày hội Sáng tạo vì khát vọng Việt vào cuối năm 2012 đã thu hút hơn 60.000 thanh niên và trí thức tham gia cùng sự theo dõi của hàng triệu người. Gần 170.000 cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu đã được trao tặng đến thanh niên cả nước, và hàng loạt các suất học bổng cho thanh niên, các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Năm 2013, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên đã khởi động hành trình Vì khát vọng Việt. Chương trình nhằm liên kết các lực lượng xã hội, khơi dậy trong thế hệ thanh niên hôm nay tinh thần doanh nhân với khát vọng làm giàu, kiến quốc, đồng thời có sự định hướng, hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp. Hành trình Vì khát vọng Việt là một phần quan trọng trong cái chương trình sáng tạo khởi nghiệp. Tôi hy vọng là cái ngày hội này sẽ là cái điểm khởi đầu, một cái hành động đầu tiên để có thể là tạo ra cái động lực cho giới trẻ. Nó tạo ra một sự kích thích, một sự động viên cổ vũ rất lớn cho những thanh niên. Là một cái tiếng chuông đáng lên để cảnh tỉnh. Nghĩ rằng nó chỉ là một cái mở đầu cho một cái phong trào sẽ tiếp diễn trong những cái năm tiếp theo. Và nó không chỉ thu hút các giới trẻ sinh viên, các bạn trẻ sinh viên, mà nó sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các tầng lớp trong xã hội. Chúc cho thanh niên Việt Nam
sáng tạo nữa. Nếu có khát vọng thì gần như chúng ta có 50% thành công rồi. Còn lại 50% được nữa là trên con đường đi, họ phải thu lượng, họ phải vượt qua, họ phải thương lượng để hoàn thành tiếp những mục tiêu.